Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần GVK. Đây rồi. Độ cứng đây chiều dài 4,5 m, cứng 5 mắt. Đúng không? Một ly các bạn. Một ly. Đầu alo xoay các bạn. Đấy, trong xoắn, đầu alo trong xoắn. Xoay cho. Đấy, trong xoắn ạ, đầu alo này. Thần 5 đốt các bạn nhé, 5 đốt cả đốt ngọn này, 5 đốt, 5 đốt, thứ 2 4,5 m, trọng lượng cả cái đầu bịt này, cân bạn xem. À. 199 g. Cả cái đầu bịt nhé, các bạn bỏ đầu bịt ra nhé. Ừ. 183 g, bỏ đầu bịt ra. Cộng thêm đầu bịt này. Này, cộng thêm một đầu bịt này thêm 199 g. À. Và tặng thêm phụ kiện. Đây, theo còn hộp tặng luôn kèm bộ này luôn, cả bộ này luôn các bạn nhé. Phao chì hạt chặn ni tinh, đây hộp thẻo nẹp cần phao. Đấy. Chọn bộ như này các bạn luôn. Vừa rồi đang xin giới thiệu các bạn bộ con câu tay câu đài chiều dài cần 5,4 m, độ cứng 5 h. Đang Fishing xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.